Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống 24 giờ của truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, pickleball thịnh hành ở Mỹ từ lâu, xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2018, nhưng đến nay trào lưu này mới nở rộ. Làn sóng pickleball đã và đang thu hút rất nhiều người tham gia cũng như kinh doanh sân bãi, thậm chí là tổ chức giải đấu. Ghi nhận phong trào chơi pickleball ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho thấy rõ hơn về sự lan tỏa này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số nội dung đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Vinh danh những người con Nam Bộ thi đua học tập và làm theo gương Bác. Gần 20% nhân viên y tế thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu trầm cảm, cần can thiệp chuyên nghiệp. Hình ảnh 2.000 vận động viên nhí tham gia giải Cool Fun Run Đồng Tháp vào sáng nay. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2024. Chương trình đã tôn vinh 17 điển hình, 12 mô hình là những cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ, bác sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, công nhân và nông dân. Bằng những việc làm cụ thể sáng tạo, những nỗ lực của bản thân, cơ quan đơn vị, 17 điển hình và 12 mô hình được vinh danh đã góp phần lan tỏa những điều tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, khẳng định giá trị sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của đảng và sự phát triển bền vững đất nước. Tỉnh Đồng Tháp có cô Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương, thành phố Cao Lãnh, được vinh danh tại buổi giao lưu lần này. Ghi nhận những thành tích của các gương điển hình được biểu dương, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kỳ vọng mỗi điển hình tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả trong toàn xã hội. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 11 tới ngày 12 tháng 10 tại thành phố Cao Lãnh. Hôm nay, đại hội bước sang ngày làm việc thứ 2. Trong buổi sáng, đã diễn ra phiên làm việc thứ 3, phiên làm việc trọng thể của đại hội. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước những kết quả của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ, hội đã thành lập mới 64 chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước, 60 câu lạc bộ thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, kết nạp mới hơn 116.000 hội viên mới, giới thiệu hơn 124.000 hội viên ưu tú cho đoàn xem xét kết nạp. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, khởi nghiệp, an sinh xã hội nhiều điểm sáng. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã chia sẻ, gợi gắm đến các bạn thanh niên nhiều nội dung quan trọng, các giá trị về đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển. Để hội tiếp tục phát triển và đóng góp cho sự phát triển toàn diện, nhanh và bền vững của tỉnh, đại hội cũng đã hiệp thương cử 10 anh chị tham gia đoàn đại biểu chính thức và 3 anh chị là đại biểu dự khuyết của tỉnh Đồng Tháp dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị và các bạn, đây là phối cảnh cầu Cần Thơ 2, cây cầu thứ tư vượt sông Hậu đối thành phố Cần Thơ với Vĩnh Long, được đề xuất hai phương án với mức đầu tư lần lượt là khoảng 19.800 và 27.500 tỷ đồng. Phương án xây cầu Cần Thơ 2 nằm trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án được Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư, hoàn tất vào hôm qua để trình Bộ Giao thông Vận tải. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đề xuất hai phương án xây dựng cầu Cần Thơ 2. Ở phương án 1, cầu dài hơn 1 km, đường sắt đi riêng với đường bộ. Dự án có tổng chi phí đầu tư gần 19.800 tỷ đồng. Với phương án 2, cầu dài hơn 1,1 km, đường bộ đi chung đường sắt ở bên trên. Công trình có tổng dự toán khoảng 27.500 tỷ đồng. Theo phương án đưa ra, cầu có 4 làn xe, rộng 24,75m. Nhịp chính kết cấu dây dằng, sử dụng riêng cho đường bộ. Dự án nằm cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5 km về phía hạ lưu. Dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2029. Công trình có điểm đầu kết nối với nút giao Chà Già, cuối dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ phía Vĩnh Long. Điểm cuối kết nối nút giao IC2 giao với đường Nam sông Hậu là điểm đầu dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau.
Từ năm 2020 đến năm 2024, Việt Nam luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về thành tích trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Và trong khoảng thời gian này, học sinh Việt giành 54 huy chương vàng, 60 huy chương bạc và 45 đồng. Tỷ lệ học sinh có huy chương thường trên 90% mỗi năm. 5 năm qua, Việt Nam có 173 lượt thí sinh dự thi các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Nếu tính luôn bằng khen, cả 173 em đều đạt giải. Số này ít hơn 11 giải so với giai đoạn 5 năm trước, giai đoạn 2015-2019. Sau một phần do ảnh hưởng của Covid-19, nên số lượng thí sinh năm 2020 chỉ có 24 em, trong khi các năm khác là 37-38 học sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024 là năm có nhiều huy chương nhất với 12 vàng, 15 bạc và 10 đồng. Việt Nam xếp trong top 6 ở nhiều cuộc thi như Olympic Tinh học Châu Á Thái Bình Dương, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tinh học quốc tế. Chưa năm nào ghi nhận làn sóng cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học lại bùng nổ mạnh mẽ như năm học 2024-2025, đi cùng với xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới, hướng tới mục tiêu giảm thiểu sự phân tâm và cải thiện khả năng tập trung của học sinh trong trường học. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các trường trực thuộc yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường. Hiện việc quản lý điện thoại và các thiết bị thu phát sóng của học sinh đang được thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh được mang điện thoại đến trường có thể dùng trong giờ ra chơi, giải lao, song không được dùng trong giờ học nếu giáo viên chưa cho phép. Tuy nhiên, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận thấy việc thực hiện quy định này còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến hiệu quả dạy và học. Để chấn chỉnh và khắc phục, Sở đề nghị tùy vào điều kiện thực tế, Ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường quản lý điện thoại và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên và gửi lại điện thoại, thiết bị thu phát sóng cho học sinh sau giờ tan trường tan lớp. Trong các tiết học cần đến sử dụng các thiết bị này và được giáo viên cho phép thì học sinh được phép mang vào lớp học. Đồng thời, đề nghị phụ huynh học sinh đồng hành cùng nhà trường, động viên nhắc nhở, quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động đúng mục đích, quy định. Nhân viên y tế là lực lượng cốt lõi chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hàng ngày thì các y bác sĩ dành nhiều thời gian để chăm lo sức khỏe của người khác mà đôi khi quên đi sức khỏe của bản thân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 20% nhân viên y tế có dấu hiệu trầm cảm, gần 23% gặp tình trạng lo âu và hơn 14% đối mặt với căng thẳng, cần can thiệp hỗ trợ chuyên nghiệp. Thông tin này vừa được chia sẻ tại hội thảo sơ kết các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế vào hôm qua 11 tháng 10. Khảo sát được thực hiện từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, trên 382 nhân viên y tế từ 18 cho đến hơn 60 tuổi đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, nhân viên y tế tại các tuyến quận, huyện có nguy cơ trầm cảm cao hơn tuyến thành phố, tư nhân và trường đại học. Nhân viên y tế tuyến công lập có nguy cơ trầm cảm, lo âu và căng thẳng cao hơn các đơn vị tư nhân. Nhóm nhân viên trẻ từ 18 cho đến 39 tuổi làm việc tại cơ sở y tế tuyến quận, huyện có nguy cơ căng thẳng cao. Nghiên cứu cũng cho thấy sự hiểu biết, nhận thức về sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế còn thấp. Khi gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, nhân viên y tế có xu hướng tự giải quyết vấn đề hơn là tìm kiếm sự hỗ trợ. Hầu hết nhân viên y tế tập trung tự chăm sóc thể chất như ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, tập thể dục hơn là tập trung vào nhận diện cảm xúc. Trước tình hình này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các giải pháp như chính sách cải thiện thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế, cơ sở y tế xây dựng phòng thư giãn cho nhân viên tại nơi làm việc, có những lớp chia sẻ kiến thức sức khỏe tâm thần miễn phí. Trong 9 tháng đầu năm nay, số lượng ca chết não hiến mô tạng lập con số ấn tượng với 25 ca, đạt 10,49%. Đây được coi là con số kỷ lục của Việt Nam, vì trước đây thì tỷ lệ tạng hiến từ người chết não chỉ khoảng từ 5-6%. Những kết quả này vừa được nêu ra tại Hội thảo khoa học hiến tặng mô tạng tại Việt Nam lần thứ 2 vừa diễn ra vào sáng hôm qua. Hội thảo có sự tham gia của 300 đại biểu đến từ các bệnh viện trong cả nước và 8 chuyên gia đến từ các nước đi đầu về chất lượng, số lượng hiến tạng như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc. Các báo cáo xoay quanh chủ đề hiến tặng mô tạng. Đồng thời, các chuyên gia cũng đã đưa ra những góc nhìn đánh giá về nguồn hiến tạng và giải pháp gia tăng nguồn hiến tạng từ người đã mất. Tại hội thảo, theo ghi nhận từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia,
số lượng ca chết não hiến mô tạng trong 9 tháng đầu năm 2024 là con số ấn tượng với 25 ca, tăng 11 ca so với năm 2023 và góp phần làm tăng số tạng hiến từ người chết não, đạt 87 trên 829 bệnh nhân ghép. Dù vậy, tỷ lệ hiến tạng tại Việt Nam vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 102.000 người hiến trên 100 triệu dân. Trước thực tế này, các chuyên gia y tế cho rằng, tới đây, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác cần được sửa đổi để sớm có hành lang pháp lý, tạo điều kiện triển khai ngày càng nhiều ca ghép tạng, cứu sống thêm nhiều người bệnh. Sáng nay 12 tháng 10, 2.000 vận động viên Dí đã cùng tham gia giải Khun Phân Run Đồng Tháp 2024, hạng mục đầu tiên của giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp năm 2024. Giải đấu dành cho trẻ em từ 5 cho đến 10 tuổi, cự ly thi đấu là 800m. Đây là sân chơi thú vị để các bé trải nghiệm, khám phá và rèn luyện sức khỏe trong không khí đầy hào hứng và sôi động của mùa giải đấu năm nay. Lần lượt các nhóm tuổi với trang phục màu sắc khác nhau như hồng, vàng, xanh lá, xanh dương xuất phát tại đường Đặng Văn Bình, đoạn qua quảng trường Văn Miếu, rẽ trái vào đường Ngô Thì Nhậm, quay đầu trước ngã giao Tôn Đức Thắng, Ngô Thì Nhậm, rẽ phải vào đường Đặng Văn Bình và về đích trước quảng trường Văn Miếu. Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ, đường chạy này đóng cửa, sau đó ban tổ chức trao giải chung cuộc cho các vận động viên Nhí. Theo ban tổ chức, hành trình 800m được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp các bé có cơ hội phát triển thể chất và nuôi dưỡng tinh thần thể thao ngay từ nhỏ. Đặc biệt hơn, trên đường đua còn có các chướng ngại vật tạo sự thú vị cho các bé. Cũng trong hôm nay, từ 8 giờ tới 17 giờ 30 phút, tất cả vận động viên tham gia giải Marathon Đất Sen Hồng sẽ nhận bộ vật phẩm và số đeo tại quảng trường Văn Miếu. Đến khoảng 18 giờ, lễ khai mạc giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Những thông tin này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, pickleball, môn thể thao kết hợp độc đáo giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông, dù mới xuất hiện ở Việt Nam gần đây, song đã trở thành một hiện tượng trong làng thể thao. Làn sóng pickleball ngày càng lan rộng và độ hấp dẫn của bộ môn thể thao này đã thu hút rất nhiều người tham gia cũng như kinh doanh sân bãi. Sau đây là ghi nhận từ thành phố Hồ Chí Minh, nơi đầu tiên tổ chức giải đấu pickleball tại Việt Nam. Sân pickleball An Phú tại thành phố Thủ Đức, chiều nào cũng đông kín người, từ thanh niên, trung niên, người cao tuổi, phụ nữ, tất cả các em học sinh đều háo hức tập luyện cho môn thể thao đang gây sốt. Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, có thể chơi 2 người hoặc 4 người, chơi ở sân trong nhà hoặc ngoài trời. Người chơi sử dụng vợt cứng lớn hơn một chút so với vợt bóng bàn và một trái bóng nhựa nhẹ có lỗ gọi là bóng wiffle. Mục đích của trò chơi là đưa bóng qua lưới và ngăn đối thủ đánh trả. Cái này cũng giảm bớt cái thời gian mấy bạn chơi điện thoại với lại hoặc là xem tivi. Trái banh của pickleball á thì nó nhẹ hơn cái cả các mấy trái banh kia, thì mấy bạn hoạt động đồ nó cũng có lợi cho sức khỏe. Ra đời năm 1965, pickleball phát triển mạnh mẽ, trở thành cơn sốt thể thao ở nước Mỹ trước khi lan rộng hơn 50 quốc gia khác. Được ghi nhận du nhập vào Việt Nam từ năm 2018, chủ yếu phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh. Song pickleball chỉ thật sự bùng nổ năm 2024 này. Trước đây, pickleball thu hút nhiều người chơi quần vợt chuyển sang trong các cộng đồng thể thao trẻ, sinh viên, du học sinh. Thì nay, người chơi ngày càng mở rộng. Pickleball cũng đang tiến dần lên chuyên nghiệp quá. Khi người ta tới sân, người ta thấy rất là hứng thú. Theo mình nghĩ thì môn này không phải bị trào lưu đâu, là người ta sẽ là một thể thao là kéo dài như môn tennis với môn cầu lông, bóng bàn hiện tại. Nó rất là đơn giản, dễ chơi. Ví dụ như gia đình mình có hai vợ chồng và hai đứa con đó, cũng có thể là cầm vợt ra chơi được. Mình có thể tập mà khoảng một tuần tới nửa tháng đó, là mình có thể cầm vợt mình đánh qua đánh lại rồi. Phong trào chơi pickleball nở rộ kéo theo nhu cầu sân tập tăng mạnh. Kinh doanh sân pickleball cũng tăng theo. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 600 sân chơi pickleball. Tháng 6 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Liên đoàn quần vợt pickleball, địa phương đầu tiên trong cả nước có Liên đoàn pickleball. Thành phố cũng là nơi diễn ra giải pickleball châu Á mở rộng 2024, giải đấu pickleball chuyên nghiệp đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
Từ sáng hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc phụ huynh tố cáo một nam giáo viên một trường trung học cơ sở ở Bình Dương có hành vi xâm hại các nữ sinh trong trường. Công an thành phố Dĩ An đang vào cuộc xác minh thông tin lan truyền này. Theo thông tin trên mạng xã hội, nam giáo viên dạy môn thể dục kiêm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong, tiền đội trưởng của một trường trung học cơ sở ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, bị tố cáo đã có hành vi giao cấu và lạm dụng tình dục học sinh. Thông tin tố giác còn cho rằng, thầy giáo này dụ dỗ các nữ sinh đi hát karaoke, thậm chí là một nữ sinh mang thai. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc một cách nhanh chóng và khách quan. Nếu các thông tin tố cáo được xác minh là đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Được biết, thầy giáo bị tố giác đã công tác tại trường trung học cơ sở này trong nhiều năm và từng nhận nhiều danh hiệu cao quý trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Để thu hút khách, một chủ cơ sở karaoke trên địa bàn huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã giao đàn em tuyển nhân viên nữ, hàng ngày phải ăn mặc hở hang kêu gọi để chiều khách. Tiến hành đột kích quán karaoke này, lực lượng chức năng đã giải cứu 58 nữ nhân viên, trong đó có những thiếu nữ dưới 16 tuổi đang bị giam lỏng trong khu biệt lập của quán. Karaoke G7 tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa là tổ hợp kinh doanh hát massage có tên pháp nhân là Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Mạnh Đức do Nguyễn Văn Đức, 29 tuổi, ngụ tại địa phương đứng tên và điều hành hoạt động khoảng 3 năm nay. Để thu hút khách, Đức giao đàn em tuyển nhân viên nữ từ 14 tới 30 tuổi, hàng ngày phải ăn mặc hở hang để chiều khách. Khi nhân viên đến làm việc, sẽ bị đưa vào khu nhà biệt lập để quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ. Sau thời gian điều tra, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, công an đã đột kích vào cơ sở này, bắt giữ Nguyễn Văn Đức và 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Giải cứu 58 nữ tiếp viên, trong đó có 12 thiếu nữ dưới 16 tuổi đang bị giam lỏng, ép phục vụ khách. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau giai đoạn mưa lũ, miền Bắc sắp bước vào những tháng gia tăng tần suất và cường độ không khí lạnh. Dự báo sẽ có những đợt rét đậm diện rộng. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 cho tới 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ nay đến đầu tháng 11, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình tại Hà Nội và các tỉnh thành phố vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ giảm dần. Cụ thể, từ nay đến ngày 20 tháng 10, nhiệt độ trung bình ở mức từ 26 đến 27 độ C. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 10, ở mức 24,5 độ đến 25,5 độ C. Đầu tháng 11, ở mức 23 tới 24 độ C. Ngoài ra, ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo, mưa dông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Dự báo trong thời kỳ từ nay đến ngày 10 tháng 10, bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đáng chú ý, bão và áp thấp nhiệt đới tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Chương trình Nhịp sóng 24 giờ trưa nay đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.